Hôm nay là ngày đi khám răng. Chị và anh sẽ giúp em, đừng lo bé à. Nào lại đây em ơi, xem chị đi khám răng. Giờ mình kiểm tra nhé, hãy nhìn đây bé ơi. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của em tốt hơn. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của bạn tốt hơn. Nào em yêu chú tu 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 lại đây nha, chú tu 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 tu, đừng sợ nghe, chú tu 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 tu, hãy cố lên. Nào em yêu chú tu 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 tu, cười thật tươi, chú tu 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 tu, đừng sợ nghe, chú tu 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 tu, bác sĩ đây. Hãy nhìn nhá. Mở miệng thật to, bác sĩ kiểm tra giúp bạn. Cần ngồi yên nhé bé, xem hàm răng thế nào. Cùng nhìn bên trong ta xem thật kỹ bé à. Đừng sợ mà bác sĩ giúp răng của bạn tốt hơn. Mở miệng to tu 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 tu, mở miệng to tu 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 tu, rồi bác sĩ tu 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 chiếc răng. Nào em ngoan chút tu 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 tu, tự tin lên chút tu 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 tu, mở miệng to chút tu 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 tu, khám chiếc răng. Đây rồi, bàn chải đánh răng. Mình phải luôn nhớ đánh răng sạch sẽ mỗi ngày, bảo vệ hàm răng bé xinh của ta tốt hơn. Và cần phải đi khám nữa, nghe lời anh bé à. Để hàm răng trắng sáng giúp ta tự tin vui cười. Nào em ngoan tu 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 tu, cười thật tươi tu 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 tu, cười thật tươi tu 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 tu, răng trắng tinh. Nào em ngoan tu 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 tu, mình đi khám tu 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 tu, gặp bác sĩ tu 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 sẽ rất vui. Ngày xưa có ba chú lợn con và mỗi chú lợn muốn xây một ngôi nhà. Ba chú lợn nào rất đáng yêu, đi xây nhà nào thật là thích. Ba chú lợn nhỏ chơi với nhau, nhanh xây nhà thôi sẽ rất vui. Nhà của anh chắc khỏe như một cái cây này, nhìn xem anh làm ngôi nhà bằng rơm đây. Ôi không, sói xấu xa đang đến kia. Thổi cho ngôi nhà sập xuống ngay. Ba chú lợn nhỏ đang rất sợ, ba chú lợn chạy ngay đi nào. Này, chúng ta phải xây một ngôi nhà vững chắc hơn. Ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu, đi xây nhà nào thật là thích. Ba chú lợn nhỏ chơi với nhau, nhanh xây nhà thôi sẽ rất vui. Mình xây ngôi nhà bằng gỗ ngày nào, nhà này rất chắc khỏe hơn ngôi nhà làm bằng rơm. Ôi không, sói xấu xa đang đến kia. Thổi cho ngôi nhà
sập xuống ngay. Ba chú lợn nhỏ đang rất sợ, ba chú lợn chạy ngay đi nào. Nhà chắc khỏe. Yeah. Ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu, đi xây nhà nào thật là thích. Ba chú lợn nhỏ chơi tới sao ngôi nhà lại không đổ vậy? Ba chú lợn nhỏ đang rất vui, ba chú lợn đã đuổi sói đi. Yeah, chúng ta làm được rồi. Anh ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu, ba chú lợn xinh đang tắm nắng. Ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu, ba chú lợn chơi vui với nhau. Phi hành gia Jin và bé John, hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nha. Con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt. Yeah. Hãy cùng đi khám phá ở bên trong, sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây, cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ.
nhìn kìa. Wow, là một chiếc tên lửa thật. Ta hãy đi vào rừng cùng nhau, thật là vui, thật là thích. Có biết bao loài động vật nhé, hay ho, hay ho, hay ho. Ta hãy đi vào rừng cùng nhau, thật là vui, thật là thích. Nơi đây có biết bao điều kỳ thú, hãy đi khám phá ngày nào. Wow! Chào mừng các bạn đã đến với công viên rừng xanh. Các bạn đã sẵn sàng vui chơi chưa? Sẵn sàng! Các bạn đã sẵn sàng cho chuyến khám phá chưa? Sẵn sàng! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé! Ồ, là một chiếc thuyền phao. Chuyến đi sẽ rất thú vị đấy. Ta sẽ đi chơi bằng thuyền phao, thật là nhanh, thật là thích. Xem chúng tôi chèo thuyền đây nhé, hay ho, hay ho, hay ho. Ta sẽ đi chơi bằng thuyền phao, thật là nhanh, thật là thích. Xem dưới sông có nhiều loài cá, phía trước có thác nước kìa. Phía trước là một thác nước. Các bạn đã sẵn sàng bay lên như những chú chim chưa? Sẵn sàng! Hãy đi theo tôi nào! Hãy nắm chặt dây này trong tay. Mình trượt xuống. Vui rất vui ta trượt cùng nhau. Hey ho, hey ho, hey ho. Hãy nắm chặt dây này trong tay. Mình trượt xuống. Những chú chim đang chào mình đây. Chúng ta hãy nói xin chào. Oh. Wow. Chú ở bên này, lại đây nào. Sẵn sàng. Tôi muốn chiếc xe màu tím. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi thôi. Cùng nhau chúng ta đi đạp xe nhé. Thật là vui, thật là thích. Hãy nhớ luôn phải cẩn thận nhé. Hay ho, hay ho, hay ho. Chúng ta đi cần chú ý, nhìn xung quanh và quan sát. Đi khám phá thôi nào bạn ơi, hay ho, hay ho, hay ho. Các bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi cuối cùng chưa? Sẵn sàng! Bạn sẽ cần thứ này đấy. Xin mời các bạn đến với thế giới khỉ. Đã đến lúc chúng ta ăn trưa rồi. Yeah! Ta hãy ăn trưa cùng nhau nhé. Thật là vui, thật là thích. Khi con muốn chơi cùng mình kìa ba. Ôi không, không nên đâu mà. Cậu ấy đã lấy được quả chuối. Bạn không nên nghịch ngợm đây đâu. Khi con rất nhanh đã trèo lên cây. Hay ho, hay ho, hay ho. Này, khỉ con. Cười lên nào. Này, lại là ngươi. Hẹn gặp lại nhá, các bạn nhỏ. Sẽ có một bồn tắm tuyệt vời với tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình. Đặt bé vào trong bồn tắm đầy trà tắm và chơi đồ chơi nhé con. Bong bong nhiều lắm, nước thì dâng cao. Thật vui mình cha nghe sóc sóc sóc.
là một trò chơi thú vị. Cá mập con là cá mập màu vàng. Con có thể đưa nó qua vòng màu vàng không? Con đã làm được rồi, con yêu. Con đã tìm thấy chiếc vòng màu vàng. Con có muốn xem cá mập con thổi bong bóng không? Bông xà bông bông nồi bên đây, bông xà bông kia ngay bên kia, bông bông kia trong nước và không trung, bông thần kỳ bông khắp muôn nơi. Cá mập anh có màu xanh, con có thể tìm chiếc vòng xanh cho cá mập anh không? Tìm thấy chiếc vòng xanh. Wow. Thật vui được bơi bơi, nào ta bơi nào, hãy đập tay vô hai tay ta, chân đa nào đa phù phù đôi chân. Ồ, con là chú cá bé yêu ghê. Có thể giúp mẹ lấy một cái vòng màu tím cho chị cá mập không? Wow, tìm thấy cái vòng tím nhanh ghê. Một cây bồn nho nên dành cho con, một nơi tuyệt lắm nào bé, hãy đến cùng nhau mình khám phá nào bé yêu, rồi ta trèo đi thuyền. Mẹ màu đỏ, tại sao chúng ta không giúp cá mập mẹ vượt qua vòng màu đỏ? Chúng ta có đủ bọt bong bóng rồi. Một cái vòng màu đỏ. Con làm tốt lắm. Vào lúc trời khơi nơi này ta đi, một thứ mình nhớ này bé con ơi, có đồ chơi game này ta chơi, mình tâm mỗi ngày vui vẻ lắm đây. Sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Khủng long Dino cao cao cao. Cậu ấy có thân hình to lớn. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Cậu có thể cho tớ chơi với Dino không? Rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Yay! Nhìn xem chiếc xe này đi thật nhanh. Zoom, 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 zoom. Mình rất thích. Wow! Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Ta chơi được không? Không. Giỏi lắm. Joe, con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng,
chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình, nào cùng nhau chăm sóc. Thật là vui khi chúng mình cùng chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Con rồi Mia. Yay! Nhìn đây chú ruột rất đáng yêu này. Ruột đi chậm ta rất thích bơi. Lại đây chúng mình cùng chơi với bạn, chia sẻ thật là vui nha. Yay! Chia sẻ đồ chơi các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Chơi với nhau thích chưa nào. Chơi đi rồi, ôi không, mẹ đang đi vào, không thấy đồ chơi trên sàn, cần dọn dẹp khi chơi xong nhé.
Bạn nhỏ đang chơi khôi xếp hình, rồi chú cho đi vào. Cùng chơi với chú cho nhỏ, quên cất đồ chơi đi rồi. Ba mẹ đang vui cười, không thấy đồ chơi rồi. Cần dọn dẹp khi chơi xong nhé. Ôi không, thật quá đau này. Hehehe